Hôm nay chúng tôi muốn nói đầu tiên bước vào phần tin tức là cái chương trình hôm qua chúng tôi có sơ lược với quý vị đó là có một nhóm bác sĩ mới đây đã họp báo tại DC, tức là vùng thủ đô đó. Và trong đó thì họ nêu rõ những cái sự thật về cái vấn đề vi khuẩn, bởi vì trước đây chúng ta cũng bị mơ hồ hoài giữa hai cái nhóm bên Fauci đó, ông Dr. Fauci và CDC thì lúc nào cũng nêu những cái có những cách khá tiêu cực và những cái mang những cái lo sợ nói chung cho tất cả dân chúng. Thì cái nhóm này, ông bác sĩ Erickson là ông bác sĩ chính và gồm nhiều bác sĩ khác cũng như y tá, những người làm họ xưng là chính chúng tôi đây mới là front line, tức là làm tại tuyến đầu đó chúng ta hay dùng đó. Và những bác sĩ này nói là đã chữa cho hàng trăm và nếu không nói là tới hàng ngàn những bệnh nhân trực tiếp. Và họ đưa ra, họ là những người họ nói là họ vì lương tâm chức nghiệp họ phải nói. Và họ nói thẳng luôn, ông Dr. Fauci, cái chức vụ của ông lớn thật đấy, nhưng thực ra trong cái vụ này ông chưa hề trực tiếp chữa cho một người nào. Ông có chữa cho bệnh nhân nào không? Thực ra là chúng tôi là những bác sĩ đã trực tiếp ở đây, đặc biệt là có cái bà bác sĩ người da đen đó quý vị, tức là từ Nigeria, nhưng mà dĩ nhiên bà ấy qua đây nhập tịch như là chúng ta Việt Nam qua đây nhập tịch đó, nhưng mà bà ấy học lại và đã tốt nghiệp và bác sĩ ở Mỹ này, thì bà ấy lên tiếng rất là mạnh, bà ấy nói rất là hùng hồn, đó là nhìn cái kinh nghiệm chúng tôi đã chữa khá nhiều bệnh nhân mà không có ai chết, bà ấy chữa cũng cả 400-500 bệnh nhân, bà ấy nói. Và cái điểm quan trọng bà ấy nhấn mạnh nữa là cái thuốc mà Tổng thống Trump đề nghị trước đây đó, chloroquine đó, thực sự là rất là hiệu nghiệm. Tôi đã chữa cho trường hợp đó và chứng minh, trong khi chúng ta chưa có một cái vaccine chính thức. Như vậy tại sao cái nhóm CDC, đặc biệt ông Dr. Fauci và nhiều cái bác sĩ trong group đó lại nói là có thể nguy hiểm đến bệnh tim gì đó lung tung và phản bác hoàn toàn kỳ đó với Tổng thống Trump? Thì bà này phải xác định là bà trong những cái bệnh nhân bà chữa đó không có một người nào bị chết hết và đã bình phục khá. Và họ nói là chúng ta đã bị cái truyền thông, chúng ta thấy để tư quyền chính là cái truyền thông đó. Truyền thông nó rất mạnh, mình cũng hiểu trước đây đã từng nó có thể làm sập một cái chế độ, sập một tổng thống. Như là trước đây chúng ta thấy tổng thống Nixon đó, nhiều trường hợp lắm. Và ngay cả tổng thống Bill Clinton kỳ đó suýt nữa thì mất chức. Vì thế ông Clinton họ lợi dụng, nhưng mà cái để tư quyền này hiện nay đã bị lợi dụng. Họ nói là rất buồn là hầu như tất cả bị cái nhóm Radical Left, tức là truyền thông cánh tả đó, nó dominate hết từ lâu rồi. Và chỉ có Tổng thống Trump lên mới chỉ rõ ra. Chứ trước đó chúng ta nhớ là CNN chả được đánh giá rất cao. Và chúng ta qua đấy chúng ta cũng rất là nể nang, nghĩ đó là một cái đài chính đại diện cho cái truyền thông Hoa Kỳ. Và một loạt những cái đài khác chúng ta thấy như NBC, CBS, vân vân, lúc đó nó được đánh giá cao từ khi Tổng thống Trump chỉ ra những cái fake news. Và họ đã phải có nhiều lần công khai xin lỗi cái độc giả, thính giả. Cho nên bây giờ nó xuống hàng 6, hàng 7. Cho nên nhớ là bây giờ rating của CNN rất là xuống. Thì cho nên họ lại càng có cái thù hận Tổng thống Trump, vì hiểu cái đó nữa. Vì thế mà họ cứ cố tình họ đánh phá từ nay trở đi, cho đến cái bottom line của họ là muốn Tổng thống Trump phải ra khỏi tòa bạch ốc. Tổng thống Trump cũng bị lấy xuống vào những cái bản văn nào, nếu có những nhóm nào mà tỏ ra trong những cái binh vực ủng hộ Tổng thống Trump là họ lấy xuống hết. Nên bây giờ mình cũng hiểu là cái bàn tay Trung Quốc nó đã lấn quá sâu và nó như là con bạch tuộc, vì nó đi khắp nơi. Đó là chính là cái điều mà cái nhóm này đứng lên nói. Và bây giờ họ discredit vẫn là cái chính sách cũ. Họ lại nói là không, cái video này quý vị đừng tin, đó là misinformation, nói sai, fraudulent, lường gạt, có những cách dối trá. Quý vị thấy không, bây giờ họ nói ngược lại đó, vì cái mục tiêu chính trị mà bây giờ họ sẵn sàng họ làm bất cứ cách gì để cho tất cả những cái tiếng nói của bên Tổng thống Trump bị vùi dập. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn cảnh báo hôm nay. Quý vị nhớ là cái video này bây giờ bị nhiều lắm đưa lên, đặc biệt là cái tờ New York Times còn ghi rõ là đây là một cái lời dối trá. Quý vị đừng cứ tin những cái video đó của những người này là những người, rồi bắt đầu họ lại đem cá nhân ra nữa, họ vạch ra vẫn là cái chính sách cũ, con đường lối cũ, là tìm coi trong cái quá trình như là hành nghề của bà Tổng thống da đen đó, và mà đang lên tiếng mạnh đó, và ông bác sĩ Erickson đó là bác sĩ da trắng, họ vạch ra coi có những cái lỗi lầm nào để họ rồi nói xấu cái việc rồi đi là cái một cái chính sách cổ hủ rất là cũ. Tức là bắt đầu mình thấy cho người ta không tin, bắt đầu mình nói xấu người đó, tìm những cái khuyết điểm hay bất cứ một cái sơ hở nào trước đây trong nghề nghiệp. Nhưng mà bà này thì bà nói rõ ràng đó, bà cũng nhân cái này bà chứng minh luôn, tôi là người da đen từ Nigeria
trong một gia đình nông dân không có gì đặc biệt, nhưng khi qua Mỹ này, tôi nếu bạn có khả năng, bạn có ý chí, bạn vẫn học thành danh như thường, như bà tôi học ra doctor như thường, MD chính thức. Cho nên ý bà nhấn mạnh là gì? Không có vấn đề kỳ thị, cái vấn đề chỉ là cái nhóm này nó đang có bé xe to thôi. Đó là cái thực trạng hiện tại bây giờ mà chúng ta thấy đất nước tan hoang cũng chỉ vì nhóm này, bây giờ không còn được phải là tranh đấu cho dân quyền. Nếu như hôm qua tôi có nói nếu tranh đấu dân quyền như ngày xưa ông Mục Sư Kinh đó, rồi ông bác sĩ John Lewis mới mất đó, đó là những người mà tranh đấu thực sự là phải như vậy. Ít ra họ đòi được những cái quyền đứng đắn là được đi bầu. Người da đen được đi bầu như người da trắng. Chúng ta nhớ là 1965 nha, người da đen mới được có cái voting right đó, chứ không phải là, tức là mới cách xa đây mấy chục năm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã rất hãnh diện là cái nền dân chủ, vì cái đầu óc người ta nhìn thoáng và mọi người nghĩa là có cái lòng nhân ái mới chấp nhận là có một tổng thống da đen là Obama. Cho nên cái chuyện mà kỳ thị nó chỉ là rất là ít, nếu có rất nhỏ, nhưng bây giờ vì cái mục tiêu chính trị này họ đã thành một cái trò chơi, chúng ta vẫn còn bị đập phá ở đây và bạo loạn khắp nơi, thưa quý vị.